Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Radio, chuyên mục lên sóng đều đặn vào tối thứ tư cách tuần của RTK Media. Ở tập trước, Ren, trước cái chết của Eri, đã đánh mất đi mục đích sống, chấp nhận giao kèo với Kanzaki Shiro để trở thành Kamen Rider Odin, từ bỏ đi ý chí để trở thành con rối cho ông ta thao túng. Giờ hãy cùng chúng mình tiếp tục tìm hiểu diễn biến của câu chuyện trong tập 7 này nhé! Odin đứng đối diện với mặt kính, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào của một người đã từng bị đốt cháy thành tro bụi. Mọi ký ức và cảm xúc đều đã bị thiêu hủy, chỉ còn lại một cái xác vô hồn. Kanzaki bước đến đứng cạnh con rối của mình, rồi ra lệnh trước khi bước vào Mirror World. Odin theo sau. Cùng lúc đó, Ryuga đi ngang qua, hắn lập tức lao đến tấn công ngay khi nhìn thấy họ. Và Odin cũng đã đáp trả tương tự. Tiếng sắt thép chạm vào nhau chưa bao giờ to đến như thế, và xém chút nữa làm Kanzaki bật cười thành tiếng. Hết lần này đến lần khác, hắn đã xem cái kịch bản này không biết bao nhiêu lần rồi. Và lúc nào cũng như nhau cả. Mặc kệ cuộc chiến, mặc kệ cái tôi của mình, Kido Shinji và Akiyama Ren đã trở thành bạn. Và họ không thể nào chiến đấu một mất một còn với nhau theo cái cách mà đáng lẽ họ nên làm như vậy. Cái cách mà họ cần phải làm nếu một trong hai người muốn cứu được Yui. Nhưng họ lại trở thành bạn của cô ấy. Họ làm cô ấy thất vọng, và cuộc chiến này là sự trừng phạt dành cho họ. Giờ đây nhân cách của họ đã không còn. Dù cho có biết được đối phương là ai đi nữa, thì họ sẽ không thể thấy gì hơn ngoài kẻ địch cần phải tiêu diệt. Sẽ rất hấp dẫn khi để cho hai người bọn họ chiến đấu, đặt dấu chấm hết cho những kẻ cản đường kế hoạch của Kanzaki. Nhưng Yui cũng đang rất cần hắn. Không được, đây không phải là lúc để hai cậu đánh nhau. Hắn nói, trong lòng có hơi hối hận. Ryuga nghiêng người một chút như để đáp lại tiếng gọi vừa rồi. Hãy đi cứu Yui, con bé đang nằm trong tay bọn Alternative ở phòng 401. Ryuga gật đầu. Kanzaki quay sang Odin. Akiyama. Đúng như hắn mong đợi, Odin không hề nhận ra tên của mình. Kanzaki có thể sử dụng bất cứ cái tên nào và kết quả cũng sẽ như nhau. Odin sẽ không phản ứng cho đến khi được ra lệnh trực tiếp. Điều này là vì lợi ích của Kanzaki, để thưởng thức hương vị chiến thắng mà cuối cùng hắn đã đạt được sau những trở ngại cản đường. Cậu sẽ là đối thủ của Oya. Đánh bại hắn, nếu Kido có thể sống sót trở về, cậu ta sẽ là đối thủ tiếp theo của cậu. Họ cũng có thể là Tiger, hoặc không có ai cả. Odin gật đầu như thế không hiểu gì cả. Nhưng dù sao, Kanzaki biết Odin cũng sẽ nghe theo lệnh. Giờ thì, chiến đấu đi! Ryuga và Odin lướt qua nhau mang theo sứ mệnh của riêng mình. Và một lần nữa, Kanzaki lại cười nhếch mép. Odin không hề có phản ứng gì khi nhìn thấy Oja survive. Không nhận ra hắn, không căm hận, không đau khổ. Những cảm xúc như vậy sẽ chứng tỏ cho linh hồn của Ren vẫn còn tồn tại. Nhưng tất cả đều đã bị tiêu hủy bởi cơn gió và ngọn lửa của Phượng Hoàng. Hắn dùng cơ thể và giọng nói của Ren, nhưng đó chỉ là tàn dư của ký ức đã chết. Odin là bộ deck, là monster, là rider, vượt trội hơn cả người đang ở trong bộ giáp đó và là mọi thứ Kanzaki cần để chiến thắng. Hắn có hiểu hay không về sự tồn tại của mình thì cũng không quan trọng. Cả cơ thể và tâm trí của hắn này đã đều thuộc về Kanzaki. Vậy mày đã đưa tao phải chiến thắng à? Oja vác thanh kiếm lên vai. Đúng vậy. Odin đáp lại. Rider cuối cùng sẽ nhận được sức mạnh để thực hiện một điều ước. Oja bật cười. Tao đã biết là tao muốn ước gì rồi. Cuộc chiến này là niềm vui lớn nhất mà tao từng có. Tao sẽ buộc nó phải kéo dài mãi mãi. Trời trêu thật. Nhờ có sức mạnh của Time Vent mà Rider War sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi cho đến khi Kanzaki đạt được ước nguyện. Oja không cần phải chiến thắng để chuyện đó xảy ra. Và Odin đảm bảo rằng hắn sẽ không chiến thắng. Những diễn biến tiếp theo xảy ra giống với những gì đã được kể trong tập 6. Khi giữa cuộc chiến của Oja và Odin, Alternative xen ngang. Và trong một phút mất cảnh giác, Odin đã để cho Venom Viper tấn công. Và nọc độc của con rắn đó đã ăn mòn chiếc mặt nạ của anh, để lộ ra gương mặt của Akiyama Ren. Trước tình thế đó, Odin sử dụng lá bài tiếp theo. Thanh kiếm trên tay bất ngờ biến mất, khiến Alternative tập trung lại. Nhưng đã quá muộn, Odin dịch chuyển về phía trước, tấn công bằng thanh kiếm vừa lấy được. Alternative đã không thể tránh được đòn tấn công đó. Không để mất thêm thời gian nữa, Odin tạo ra một cơn lốc lông vũ nhắm trực tiếp vào Alternative, đẩy anh văng xa xuống đất rồi bất tỉnh. Alternative không còn cản đường được nữa. Odin lại có thể tập trung vào trận chiến thực sự. Oja survive, dùng lá bài Final Vent, biến monster của hắn thành một chiếc xe, rồi lao thẳng đến, không một chút do dự,
Golden Phoenix xuất hiện và bay lơ lửng phía sau, giúp Odin bay ra khỏi mặt đất. Odin được bao quanh trong ánh sáng hoàng kim được tạo ra bởi sức mạnh của Rider tối thượng. Với vai trò như một đôi cánh, Golden Phoenix đưa Odin bay thẳng đến phía Oja. Trong một khoảnh khắc, đối thủ của Odin bật cười, một tiếng cười điên dại trước khi ánh sáng và ngọn lửa thiêu rụi hắn. Odin đáp xuống, nhìn vào thứ ánh sáng đang hội tụ trước mặt. Thứ ánh sáng mang theo sức mạnh vĩ đại. Nó đang ở ngay đó, sẵn sàng được đón lấy, nhưng Odin đã không thể chạm vào nó theo ý muốn của mình. Kết thúc rồi. Kanzaki bước đến. Odin không phản ứng gì khi chủ nhân của mình tiến đến. Mỉm cười vào gương mặt vô cảm, chết chóc và đôi mắt hoàng kim của Aki Yamaren. Lẽ ra tôi nên chọn cậu ngay từ lúc bắt đầu mới phải. Nhưng sức mạnh từ sinh mạng của cậu, với tư cách là Knight, sẽ có giá trị hơn. Giờ nhận lấy sức mạnh đó đi. Odin cúi đầu tuân lệnh trước chủ nhân, trước khi anh chạm tay vào sức mạnh, chuẩn bị nói ra ước nguyện của Kanzaki. Đủ rồi anh hai. Giọng nói của Kanzaki Yui đã ngăn chặn hai người họ. Alternative Zero đứng dậy, cởi bỏ chiếc mặt nạ ra. Kanzaki chỉ có thể nhìn chăm chăm khi cô bước đến cầu xin. Anh hai, quá đủ rồi. Kanzaki bất ngờ đánh mất kiểm soát của Odin, và trong tâm trí của mình, Ren đã tỉnh lại từ đống tro tàn, tái sinh trong đau đớn. Ngọn lửa hoàng kim trong đôi mắt anh mờ nhạt dần khi ngón tay anh vừa chạm vào nguồn sức mạnh. Anh kéo mình tránh ra xa khỏi thứ ánh sáng đó. Nguồn sức mạnh dần biến mất. Anh run rẩy quỳ xuống. Ren. Yui vừa khóc vừa chạy đến bên anh. Trong phút chốc, những gì Ren có thể nhớ là tấn bi kịch từ cái chết của Eri. Anh hầu như không nhận ra Yui đang quỳ xuống bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh. Mọi chuyện không sao nữa rồi, cô nói bằng giọng an ủi, phớt lờ đi sự hiện diện của người anh trai đứng gần đó. Anh có nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Sao anh lại thành ra như thế này? Thật là một cú sốc nặng khi anh nhận ra mình đang mặc bộ giáp Odin. Một lúc sau, toàn bộ ký ức đã trở lại, chi tiết đến đáng sợ. Giọng anh yếu ớt thừa nhận. Tôi đã chấp nhận nó. Tôi đã nhận lấy bộ đếch sau khi Eri chết. Chú kinh hãi ngước nhìn anh trai mình, người đang lảng tránh ánh mắt của cô. Ren cố đứng dậy, nhưng những chấn thương từ những chuyện xảy ra đã làm anh kiệt sức, nên Yui phải giúp anh. Anh không thể tự mình đối mặt với Kanzaki, nên thay vào đó, anh hỏi Yui, cô làm gì với Alternative Deck vậy? Tôi đã làm một giao kèo với giáo sư Kagawa. Tôi muốn làm những gì có thể để ngăn chặn anh hai. Ren không muốn hỏi, nhưng anh buộc phải làm vậy. Còn Kido? Yui cúi mắt xuống lắc đầu, cô không rơi nước mắt. Vậy là đủ để Ren hiểu đã xảy ra chuyện gì. Khi Yui có thể ngẩng mặt lên, cô nhìn thẳng vào Kanzaki. Giáo sư Kagawa nói anh cần sức mạnh để cứu em. Điều em không thể hiểu là tại sao. Nỗi đau xuất hiện trên gương mặt của Kanzaki càng làm cho Ren ghét hắn hơn. Hắn có quyền gì mà đau buồn khi đã tước đoạt hết tất cả của Ren? Sinh mạng của em sẽ kết thúc vào ngày sinh nhật tiếp theo, Kanzaki giải thích. Đây là cách duy nhất mà anh có thể cứu em. Vậy anh thả hy sinh hết những người này, Shinjuku, Erisa và cả Ren nữa. Yui. Ren ngắt lời. Cô quay sang anh khi anh thừa nhận sự thật mà anh luôn trốn tránh. Giống như tôi và tất cả bọn họ khi chọn phải chiến đấu thôi. Bọn tôi cũng chấp nhận hy sinh người khác. Đó chính là Rider World. Kanzaki đồng tình. Yui nhìn chằm chằm vào họ trong sự hoài nghi. Nhưng sự thật đó là điều mà bọn họ đã thống nhất với nhau từ khi bắt đầu. Giữa hai người họ có quá nhiều điểm tương đồng. Ren cũng biết điều đó và nhiều lần Ren nhìn thấy Kanzaki trong gương thay vì hình ảnh phản chiếu của mình. Không thể tranh cãi với họ được nữa, Yui hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với nguồn sức mạnh kia rồi? Anh không nhận lấy nó phải không? Không hề. Kanzaki thành thật trả lời. Nó đã biến mất ngay khi Akiyama tránh xa khỏi nó. Bọn họ đều nhận ra, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là đủ. Nó đang ở bên trong Ren, thì sức mạnh có thể thực hiện bất kỳ điều ước nào. Anh phải để anh ấy dùng nó, anh hai à? Anh ấy mới là người thực sự chiến thắng. Anh xin lỗi, Yui. Kanzaki đáp lại. Trước khi Ren có thể làm gì, thì sức mạnh kinh khủng đó lại chiếm lấy anh. Cơn gió và ngọn lửa của Phượng Hoàng. Anh không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa, nhưng anh cúi gục xuống, cơ thể cảm thấy đau nhói. Anh nhắm chặt mắt khi một thứ ánh sáng trắng xuất hiện trong đôi mắt anh. Lần này còn tệ hơn trước nữa. Như thể Odin vẫn còn đó, cố để thiêu sống anh. Ren, Yui bật khóc, cố giúp anh ngồi xuống. Anh hai, anh đã làm gì với anh ấy vậy? Ren chợt nhận ra đó là gì, giọng anh yếu ớt. Một sinh mạng mới. Đó là cái giá phải trả. Một mạng đổi một mạng thôi là chưa đủ. Để có được nó, cần phải hy sinh mạng sống của 13 Rider. Vậy còn những Alternative thì sao? Và cả những người đã chết vì chuyện này? Yui gào lên. Đúng vậy. Tất cả là để đảm bảo nó sẽ là một sinh mạng mạnh mẽ nhất.
Yui quay sang nhìn Ren. Thứ ánh sáng đó thậm chí còn phát sáng hơn khi anh nhìn vào cô, nghĩa là sức mạnh đang truyền vào Yui. Ren có thể cảm thấy mình đang dần biến mất, cảm giác như thể bị ngàn mũi kim đâm phải khi anh ở trong Mirror World quá lâu. Cơ thể anh bắt đầu tan rã và không có gì có thể ngăn cản được. Ren, anh có nghe thấy không? Anh phải chống lại nó. Ren muốn nói với cô là mình không thể. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với chuyện này từ khi quyết định cứu Eri. Ít nhất thì giờ đây họ đã được đoàn tụ bên nhau. Và Eri đang ở đây, trước mặt anh, với ánh hào quang bao quanh cô. Không phải từ sức mạnh kinh khủng đang đốt cháy anh từ bên trong. Eri mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay về phía anh. Nó đã rút cạn sức của anh rồi. Anh vẫn có thể nhấc được tay mình lên, nhưng không thể chạm đến Eri. Ren lại cảm thấy nỗi lo sợ đó, sợ rằng anh không thể nắm lấy tay cô. Nhưng Eri tiến đến gần, cho đến khi cô chạm được vào Ren. Và Ren cuối cùng đã có thể nắm lấy tay của Eri. Anh không hề nhận ra, nên đã nắm tay Yui và trao cho cô ấy một Advent Card. Vậy là chúng ta đã đi hết chương 4, và chỉ còn một chương nữa thôi là War of It sẽ kết thúc. Nếu các bạn yêu thích loạt truyện này thì đừng quên theo dõi hai tập tiếp theo nhé. Nếu thích những sản phẩm của nhóm, hãy like, share và subscribe cho kênh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Undead đã tất cả phong ấn. Cậu là cuối cùng. Joker! Tôi và cậu chỉ có thể chiến đấu.